Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, chiều ngày 1 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Ung Dương. Chủ tịch Chính hiệp Ung Dương bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước không ngừng phát triển. Hai đảng lấy người dân làm trung tâm, khẳng định Đảng chính phủ Trung Quốc rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ cùng với mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực đẩy mạnh quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai nước, không ngừng sáng tạo các hình thức giao lưu nhân dân nhằm góp phần củng cố và tăng cường nền tảng xã hội vững chắc, đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh ổn định. Tổng Bí thư đề nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp thúc đẩy hợp tác thiết thực hiệu quả hơn nữa thông qua các hình thức linh hoạt sáng tạo mở rộng giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau vun đắp nền tảng hữu nghị vững chắc giữa nhân dân hai nước